Hello, chào các bạn. Mình quay con vịt trời cho các bạn xem nha. Hôm nay mình đi bộ tình tèm cặp theo bờ biển. Mình thấy con vịt trời nó nằm nó ngủ ở đây. Ngủ quá các bạn ơi, cho nên nó nằm nó ngủ một mình nó ở đây, nó lạc bầy. Cả biển này không có thấy con nào ở trên các bạn. Đó, bờ biển này các bạn thấy không? Bên Mỹ họ bảo vệ từng tấc đất, họ sợ sụp lở nè các bạn thấy không? Họ chở đá, chở bê tông, họ đổ dài cặp theo mấy biển này, đừng cho sụp lở. Đó, các bạn thấy không? Đất ở đây nó đã chắc rồi mà nó còn đổ đá lên gì nữa làm sao sụp nổi các bạn. Đó, tôi quay lại coi cái con vịt trời cho các bạn xem. Bây giờ là mình đứng sát nó. Sát nó khoảng chừng 3 thước mà nó vẫn nằm ngủ tỉnh bơ. Ở đây không ai bắt nó cho nên nó dạng lắm các bạn. Thì mình bước xuống tới gần nó thử coi nó phản đối ra sao. Nó là nó còn vậy các bạn. Đó, mình để nó đi ra. Các bạn thấy không? Đây là cách còn có 1.5 phút nữa thôi. Mà mình rời còn đụng nó luôn á. Nếu mình lại gần nữa thì nó lội xuống. Đó các bạn thấy không? Là nó ăn mệt rồi nó lại đây nó nằm nó nghỉ các bạn. Thấy các bạn thấy không? Cái con này ở đây nhiều lắm, ở biển này. Không biết nó làm ổ đâu mình không thấy, nhưng mà nó cái con này con các bạn, nó không có cánh, nó lội thôi. Đấy các bạn thấy không? Nó lội. Nó lội như con vịt của mình vậy. Cạp 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 cạp. Ngoài dần thấy giống vịt chim không? Nên thôi. Vì các bạn mà bắt nó là có người lại can thiệp liền, phạt bạn liền đó. Ở đây không cho bắt thú quan, bảo vệ động vật chứ lắm. Lại đi nữa còn xem. Như vậy cảnh này các bạn xem. Mình cái eo biển như đây nè. Này cái lú nhiều lắm nha các bạn. Này, các bạn thấy cái cây này không, nó khô không? Không phải cây khô đâu nha các bạn. Cây này nó còn tươi các bạn, nhưng mà tại lúc này mùa thu rồi, gần cuối mùa thu rồi các bạn. Mà mấy cái cây này nó rụng lá hết. Các bạn giờ mình thấy giống như cây khô chết ha. Nhưng mà thực chất là nó còn tươi nha các bạn. Đó, bắt đầu qua đông rồi tới gần tới hè bắt đầu nó ra lá rồi. Bẻ thử nhánh cho các bạn xem. Đó, nó còn xanh lè nè, thấy không? Nhìn các bạn thấy không? Cái ruột cái cây nó còn xanh lè. Nó còn sống nha các bạn. Mình thấy mình tưởng nó khô nó chết nhưng mà không phải. Tại những loại cây này ở đây tháng này là nó phải rụng lá vậy. Lúc đầu là nó đỏ hoặc nó vàng, cái lá đẹp lắm, bắt đầu rụng hết trơn lá, bắt đầu hết đông rồi, bắt đầu tới mùa hè là nó nở lá là bình thường. Quay chia sẻ các bạn, các bạn xem thử các bạn thấy trái hồng không? Đấy, quay cho các bạn xem chơi trái hồng. Trái hồng này là ăn không được nha các bạn. Trái hồng này là không phải trái hồng mà ở Đà Lạt rồi đó, mình để mình ăn không phải nha các bạn. Trái hồng này là trái hồng của cái bông hồng đó các bạn. Trái hồng của cái bông hồng đó, quay cho các bạn xem chơi. Là ở đây cái bông hồng mà nó nở lên rồi không ai cắt nó, là nó thành trái gì các bạn. Đó, các bạn thấy không? Trái bụi bông hồng thì trái quá nhiều luôn. Nó tàn bông rồi bắt đầu nó có trái. Các bạn thấy không? Trái rất nhiều luôn. Wow. Trái hồng này không ăn được. Nó chỉ lấy hột trồng thôi, mà trồng hột thì lâu lắm. Nó trồng thì cắt nhánh ra, trồng thì nó lẻ cái bông. Các bạn thấy trái không? Nó trái không?
chùm nữa. Đây, mình quay cái này cho các bạn xem nha. Đố các bạn cái này là cái gì? Đó, các bạn thấy cái gì? Đó, các bạn thấy cái đẹp không? Rồi mình mới quay qua cái hiệu cho các bạn xem nha. Cái hiệu này độc lắm. Đây, hiệu nữa này. Đó, các bạn thấy không? Các bạn biết gì chưa? Đó. Đây là một cái máy lạnh nha các bạn, một cái cục máy lạnh. Đó, máy lạnh lớn lắm các bạn ơi. Cái máy này là máy lạnh cho tất cả trong cái building này á. Lớn lắm các bạn, rất là nhiều phòng. Không phải như cái máy lạnh ở Việt Nam mình là một cục nóng, một cục lạnh. Nó chỉ có một cục vậy thôi. Nóng lạnh nó gắn hình như một cục, một chỗ vậy luôn. Rồi nó truyền ống vô các bạn thấy không? Nó truyền vô nó làm lạnh hết cả một cái building này luôn. Lớn lắm các bạn ơi, building lớn lắm. Đó, tôi quay ngoài cho các bạn xem nè. Mà một cục này nó chạy là tới mùa hè là nó chạy suốt. Khi nào mà văn phòng đóng cửa lại hết trơn đi về rồi là nó đủ đồ lạnh, nó tự ngắt. Nó tự ngắt các bạn. Rồi bắt đầu là có người vô là làm cho văn phòng nóng lên lại thì máy lạnh nó bắt đầu nó mới chạy lại. Đó, quay cái hiệu này cho các bạn xem. Hiệu này cũng nổi tiếng nha các bạn. Đó, ở đây là sau cái building của con gái mình đã dời qua đây đó các bạn. Đó, như cái này nè các bạn biết cái gì không? Đó, ở đây nè, phải gắn dài đây nè. Gắn dài đây nè các bạn. Hay cái nè. Dài đây nè, gắn. Cặp theo cái tường nhà này, gắn nè các bạn. Nè các bạn thấy không? Đó, đây là cái vòi phun nước nè các bạn. Phun nước tự động. Đó, đường dây nó này các bạn, đường dây nước nó truyền các bạn thấy không, không để ý là không biết á. Đó, nó truyền này, con dây nhỏ nè, nó truyền vô nè các bạn thấy không. Đó, nó truyền vô đó, trong đó nó có cái vòi phun gì đó. Đó, cái này là đường dây lớn nè, đường dây nhỏ nó truyền vô trong gốc cây nè các bạn thấy không, trong đó nó có một cái vòi nó phun này, nó tưới mấy cái cây này nè các bạn. Tới giờ tự động nó phun nó tưới. Thì ở vòng vòng mấy cái nhà mà của Mỹ nó cắt lên thì đa số là có hết. Nó có làm một cái công viên trước cửa nhà, rồi nó trồng hoa, trồng kiểng, rồi nó làm hệ thống nước tưới tiêu. Nó tưới tự động, tưới lên cho cây, kiểng là tốt, xung quanh nhà này kia nè các bạn. Các bạn thấy không? Thì dài nó gắn. Nhưng mà rất tiếc là chỗ này mấy cái cây này nó không có tốt. Nhưng mấy cây này nè các bạn thấy không? Xanh tươi nè. Tốt. Nó có bông nữa các bạn. Các bạn thấy bông, nở bông này. Đó. Ở quy định này. Tên nó này các bạn. Nó dòng ở đây, quay xuống dưới chân núi để các bạn xem. Cây này các bạn thấy đẹp ghê không? Nó cũng có cọng dây truyền vô các bạn thấy không? Dây nước truyền vô. Ống nước truyền vô để tưới. Chứ đâu mà hơi sức nào mà ở không mà xách đi tưới hàng ngày sao chịu nổi, thời gian đâu đi làm việc. Đó, các bạn thấy không? Dài nên nó trồng hoa kiển như nào. Đó, nó trồng hoa kiển là đẹp lắm. Khí hậu ôn hòa, mát mẻ, sạch sẽ, nước nó cũng sạch sẽ, cho nên hoa lá này mọc tươi tốt lắm các bạn. Người dắt chó đi tắm. Trời ơi, chó nó lội rồi. Ồ, nó lội. Hay quá. Lại nó tắm. Các bạn thấy không? Bông này. Nó mọc vậy đó.
ra bông rất là đẹp luôn á, bông rất là đẹp luôn. Đó, nó chạy nó tắm rồi. Cũng thấy được nó bội ra cùng ghê không. Có chết chó đen ở trên bờ thì bươi bươi hang mất lỗ. Đó, bà thấy thì nghe. Nó hai thằng giật luôn. Ôi thằng này không chịu chạy xuống. Ở đây mấy người Mỹ đều cưng chó chứ lắm các bạn. Nhà nào cũng nuôi hai ba con. Bạn rồi. Thấy hai con chạy giành luôn. Trời ơi, nó lội ra nó cắn ra vô. Khùng ghê không. Nó thở xa chứ không. Xa sức ngộ ra chứ. Lộ ra là giết nó lại vô. Thằng bà này bươi lỗ. Có cái bàn này thiệt đẹp nè, để cho ai muốn ngồi lại nghỉ đây ngồi chơi. Đó cái quy định đó đó các bạn, gái mình giờ đang lên trển sửa sạn ngày mai thứ hai làm việc. Gắn mấy cái máy vi tính, mấy cái đầu máy này vô. Sửa sạn chuẩn bị từng phòng nha. Ngày mai giao cho nhân viên lên làm việc. Trách nhiệm nó, văn phòng này nó cũng coi văn phòng này. Cái gì trách nhiệm nó cũng nặng lắm đó các bạn. Nó cũng lo làm đủ thứ hết trơn. Bây giờ nó nghĩ nó không còn làm neo nữa, giờ tập trung làm cho công ty này không. Rồi nó nghĩ làm neo, mấy bà chủ làm neo kêu nó đừng có nghỉ, năn nỉ kêu nó làm mà nó, tại giờ nó bận quá buộc nó phải nghỉ. Bây giờ nó nghỉ một tháng nó làm chỉ có một ngày thôi, tại bà chủ năn nỉ quá thì nó làm cho bà chủ một ngày, một tháng làm chỉ một ngày một. Xã mình đang nằm trong xe. Nóng không em? Rồi mình đi vòng vòng đây mình chia sẻ một số vui vui cho các bạn xem chơi nhé. Rồi thôi mình kết thúc tại đây nha các bạn. Rồi bye bye các bạn nha. Chào các bạn. Các bạn nhớ xem video xong subscribe và đăng ký chia sẻ cho mọi người cùng xem. Chú cảm ơn. Rồi hẹn gặp lại những video kế tiếp. Nhớ comment ở dưới các bạn để chú có biết được chỉnh đúng những cái video mà thiếu sót. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.